Ok. Xin chào quý vị. Tôi trước hết tôi được giới thiệu, tôi là Đào Duy Tuyên, nhân viên của trường đại học RMIT ở Melbourne. Xin được chào tất cả các bạn. Cảm ơn quý vị đã đến chương trình Định hướng tương lai cùng với RMIT trong chiều hôm nay. Trước khi tôi bắt đầu, có thể tôi khởi đầu với một cái câu chuyện là thường tôi trong công việc của tôi hàng ngày đi làm việc với các sinh viên, các học sinh thì chúng tôi thường được hỏi là chọn trường nào tốt, hoặc là trường nào là một cái trường có ranking, hoặc là trường nào có những cái khóa học gì này kia nọ vân vân. Tức là chọn trường không phải là một cái công việc, một cái việc dễ dàng, nhưng đôi khi nó cũng là một cái việc rất là khó khăn cho các quý vị bậc cha mẹ hoặc là học sinh để tìm ra được một cái trường mà nó phù hợp với mình nhất. Thường thì họ hỏi những cái khóa học hoặc là những cái xếp hạng của trường, nhưng mà rất ít người hỏi về những phương pháp giảng dạy hoặc là những cái hoạt động mà có liên quan tới những nghề nghiệp. Thì hy vọng là trong cái chương trình của chiều hôm nay, định hướng với tương lai cùng RMIT, tôi sẽ giúp các quý vị và các em những cái thông tin cần thiết để giúp cho các em trong cái sự định hướng cho mình và chuyện tìm cho mình một cái trường đại học nó phù hợp với mình. Trước hết tôi xin bắt đầu thêm nữa là tôi xin lỗi là tiếng Việt của tôi nó hơi dở một chút, mà nó dở thật nên là xin quý vị thông cảm, bởi vì tôi đã đi rời Việt Nam khá lâu rồi. Next please. Ok, cái nội dung của sự hiện trong chiều hôm nay thì tôi nói giới thiệu về trường và thông tin tuyển sinh, sau đó là cuộc sống du học ở Victoria hoặc là ở Úc hoặc là ở thành phố Melbourne, và những hỗ trợ về học bổng, và sau đó cuối cùng là đến những cái phần hỏi đáp và những liên hệ. Next. Next please. Một chút xíu sơ về giới thiệu về trường trường RMIT mình hoặc là RMIT, Việt Nam thường gọi là RMIT, thì là một trong những nhà trường lớn nhất tại Úc, với cái đào tạo có cái ở bậc đại học và cao đẳng. Trường được công nhận và kết nối trên toàn cầu với ba khu học và hai trường đào tạo bay ở Melbourne. Hai cơ sở ở Việt Nam và một trung tâm nghiên cứu ở Barcelona, Tây Ban Nha. Trường được biết đến là có khả năng kết nối với các doanh nghiệp, giảng viên là những chuyên gia trong những ngành, nên có rất là nhiều cơ hội để làm việc thực tế cho các sinh viên. Next please. Nào, một chút xíu lịch sử về nhà trường thì nhà trường nó được thành lập từ hồi 1887, thế này là khoảng trên 130 năm rồi. Cái khởi đầu của nó là một cái trường cao đẳng rất nhỏ, và thì các quý vị biết là trường cao đẳng thường thường là họ kèm theo đi đi học thực rất là nhiều những cái công việc học nó đi kèm theo với lại cái thực tập. Và trong quá trình 130 năm nay thì cái hướng đi của nhà trường cho tới thời điểm này vốn là vừa cái phương pháp giảng dạy vốn là học và thực hành. Thì trong những cái năm qua nhà trường phát triển rất lớn, trở thành trường đại học từ 1992, và bây giờ đứng đầu thế giới về các trong những ngành như kinh doanh, thiết kế và công nghệ. Cái phần này thì nói sơ qua một chút xíu về những cái xếp hạng của nhà trường, thì nhà trường đứng thứ nhất trong một số những cái nhà trường. Nếu mà nói về về xếp hạng thì trường cũng là một trong những 1% của những đại học tốt nhất thế giới. Nếu mà nói về tuổi tác của nhà trường dưới 50 tuổi thì nhà trường đứng thứ 18, và tất cả những trường, một số những các chương trình của nhà trường được công nhận toàn cầu. Và đặc biệt là tại 1% là tại đứng ở hàng thứ nhất ở tại tiểu bang kết nối với các sinh viên, tại Úc thì đứng hàng thứ năm khoảng về các cái khả năng có việc làm sau khi tốt nghiệp tại trường.
Nhà trường có những cái cựu sinh viên lớn rất lớn, khoảng trên bên 450.000. Đây là một số những thông tin về các cái xếp hạng toàn cầu. Next please. Nên khi nhà trường tại sao lại chọn thành phố Melbourne, khi nói tới RMIT thì phần lớn người ta biết là Melbourne, tại vì nó nằm ngay giữa trung tâm thành phố Melbourne. Thì khi chọn một cái trường, mình cũng phải chọn những cái thành phố mình ở đâu, mình muốn đến học, và cái gì đặc điểm gì của cái thành phố đó. Có thể là mình người Việt Nam thì có thể chọn tới một cái trường, một cái thành phố nào đó là vì có thân nhân, bạn bè này cái nọ. Còn một số những người chọn là cái thành phố nào nó phù hợp với mình, thì Melbourne là được mang được được đến biết đến trước khi thời gian cái dịch của COVID này, thì trường đứng hàng thứ nhất trong trong thế giới này, là một con số đáng đáng sống nhất, và sau đó nó mất mặt hạng xuống hạng 2. Nó là một trong những thành phố đứng hàng thứ ba thân thiện nhất với các sinh viên. Và Melbourne nó có một cái đặc biệt mà tôi thấy phần lớn là trong các cái thành phố mà tôi đi trên toàn cầu, thì nó có một cái đặc biệt là tất cả các cái cơ sở hạ tầng về thể thao thì nó nằm ngay giữa trung tâm, nên nó là thủ phủ của các môn thể thao lớn nhất tại Úc này. Ở Úc này nó có một cái thể thao nó gọi là bóng bầu dục, nó được ở bang Victoria này hay là ở Melbourne này nó lớn nhất, là nó có nhiều nhất các cái câu lạc bộ. Và nó là một thành phố từ xưa đến giờ là được nổi tiếng hoặc là được biết đến là rất là đa dạng các sự kiện văn hóa, và hàng năm mà nó cũng là một cái thành phố nó gọi là đa văn hóa. Thank you. Next. Nói về các cái trung tâm của cơ sở của nhà trường, thì ở Việt Nam hiện nay các quý vị đã biết là mình có RMIT ở Việt Nam được 20 năm nay rồi, và có hai cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Riêng ở Melbourne thì có ba cơ sở, thì một cái cơ sở nhỏ trung bình khoảng cỡ 2.000 sinh viên, 3.000 sinh viên, thì nó ở Brunswick, thì là ngoài ngoài thành phố trung tâm khoảng cỡ 5 cây. Và cái thành phố một cái cơ sở nữa khoảng cỡ 7-8.000 sinh viên, thì nó nằm ở Bandura, thì khoảng cỡ 18 cây cách xa trung tâm. Còn cái cơ sở chính của nó thì ngay trong thành phố Melbourne, ngay giữa thành phố, giống như là mình ở quận 1 chẳng hạn như vậy, thì ở ngay giữa trung tâm thành phố quận 1, thì bước qua đường nó là trường đại học. Next. Cái cơ sở Melbourne thì có khoảng cỡ trên 56.000 sinh viên, và tất cả các cái chung quanh nhà trường thì sân trường thì nó được bao bọc với những cái doanh nghiệp, những cái trung tâm thương mại, và những cái vận chuyển giao thông đi lại. Và tất cả các ngành học phần lớn là được dạy ở trong trung tâm thành phố Melbourne. Next. Đây là một số những cái tòa nhà mà có những cái có liên quan tới trong những cái việc giảng dạy, và cái trung tâm mà các bạn coi đây là trung tâm thiết kế và sáng tạo. Next. Đây, để hình dung ra được cái vị trí của nhà trường, sân trường nó nằm ở đâu, thì đây là cái bản đồ của ngay giữa trung tâm thành phố, thì tất cả trên những cái phần mà màu đỏ đó là cái đó là sân trường, thì được bao bọc bởi gần những cái ga xe lửa hoặc là trên những tuyến đường của xe điện, xe bus này kia nọ. Next. Còn cơ sở Brunswick thì như tôi vừa nói là rất nhỏ, nó có những cái chương trình giảng dạy như là thiết kế thời trang, quản lý kinh doanh, hoặc là phát triển sản phẩm và công nghệ dệt may. Ở ngoài là cái trung tâm này hay là cái cơ sở này thì nó nằm ở ngay trong kế ngay ga xe lửa hoặc là cái trạm ngừng của xe tram, và nó cũng là gần những cái trung tâm thương mại
ở trong ngoại ô về cái nọ. Next. Cơ sở Bandura thì hình như là các cái chương trình ở ngoài này, chẳng hạn như là giáo dục, y tá và một số những ngành kỹ sư cao cấp, thì tất cả ngoài này những cái ngành học mà được giảng dạy ở ngoài hai cái trung tâm ở Brunswick và Bandura thì những cái ngành học đó không có dạy ở trong trung tâm, là vì những cái ngành học này nó cần có những cái sự các cái dụng cụ hoặc là những cái space, là cái không gian lớn để mà thực hành được những cái ngành này. Thì ngoài ra ở ngoài này thì có những cái trung tâm thể thao và có những cái accommodation, xin lỗi tiếng Việt là cái chỗ học tòa nhà mà học sinh ở đấy, tôi quên mất là kiến trúc xá ngay trên trung tâm. Nói về các chương trình học thì nhà trường có khoảng trên 700 ngành học, nhưng những ngành học mà được phù hợp nhất cho các học sinh du học thì là có khoảng 450 chương trình trong nhiều những lĩnh vực. Bây giờ nếu mà nói ra tất cả những lĩnh vực thì nó hơi dài dòng, nhưng mà chỉ có một vài lĩnh vực chẳng hạn như là về y hoặc là về nha thì chúng tôi không dạy. Next. Đây là cái điểm mà chúng tôi muốn nêu rõ ra cho các quý vị, mà rất phần lớn ít có những người quan tâm tới, hoặc là không để ý tới, hoặc là nhiều khi không nghĩ tới khi mình kiếm một cái trường để tìm cách những cái giảng dạy của họ. Thì tất cả những cái ngành của nhà trường dạy thì đều được có những cái kèm theo những cái kỹ năng trong 6 những cái kỹ năng này, và những cái kỹ năng này là nhà trường được các cái đoàn hồi của như là các cái doanh nghiệp họ yêu cầu là những học sinh học xong thì họ cần những cái học sinh, những cái các bạn là phải có những cái kỹ năng này, và những cái kỹ năng này được thực hành qua những cái dự án, hoặc là qua những cái nghiên cứu tình huống giải quyết những cái vấn đề, hoặc là qua những cái khóa học ngắn hạn, hoặc là qua những cái chương trình mà nó có liên quan tới những cái hoạt động mà nó có liên quan tới những cái nghề nghiệp hoặc là có những cái văn hóa. Next. Tới kỹ năng lãnh đạo thì cái chương trình này là gồm có những cái chương trình mà nhà trường giảng dạy ngắn, nó gọi là Global Leadership, thì là chương trình lãnh đạo toàn cầu. Các bạn có thể tham gia vào những cái chương trình ngắn hạn này, hoặc là nó có những cái hoạt động trong tình nguyện trong chương trình ở nhà trường, nó gọi là cái chương trình LEAD. Thì cái chương trình này mình tham gia vào để mình có những cái khiếu, hoặc là những cái tìm hiểu thêm, là học hỏi thêm những cái cách lãnh đạo và chủ động trong cái công việc mà để phát triển trong cái lãnh đạo, trong cái kỹ năng này. Các khóa học ngắn cũng vậy, là nhà trường có những khóa học ngắn, và những cái khóa học nó có thể 3 hoặc là 4 ngày. Kỹ năng giao tiếp, cái này rất là quan trọng. Các cái bài tập hoặc là trong những cái dự án làm việc và đây là cái cơ hội mà mình được làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp ở tại Úc, thì để mình nâng cao cái kỹ năng này. Hoạt động có những cái hoạt động ngoài khóa hơn trong những cái câu lạc bộ của hội nhóm sinh viên chẳng hạn như vậy, hoặc là các chương trình tình nguyện và công việc kiếm việc làm ngay trong tại trường, hoặc là các cái sự kiện về mà networking đó, với các cựu sinh viên hoặc là các doanh nghiệp ở bên ngoài vào. Next. Trí thông minh văn hóa là một trong những cái kỹ năng rất là cần hiện tại nay, tại vì mình là trong cái kinh tế toàn cầu. Thì trong cộng đồng sinh viên nhà trường là một trong những cái có rất là nhiều những
các cái sinh viên từ các cái quốc gia trên năm 150 quốc gia trên thế giới này đến học tại trường. Mà ngay cả bản thân sân trường hoặc là Melbourne nó cũng là một cái trung tâm đa văn hóa, nên là khi các bạn tới đây đã được cập nhật vào những cái những cái văn hóa từ của mỗi người mang đến trong cái thành phố này. Các chương trình chuyển tiếp chẳng hạn như thế cũng là để cho các bạn có cơ hội tiến ra khỏi bên bên Úc hoặc là Melbourne hoặc là khỏi trường qua những cái chương trình trao đổi trên nhà trường có khoảng trên 200 các đại học ở trên quốc gia mà nhà trường hợp tác để cho các cơ hội cho các em có cái cơ hội để lên cái chương trình chuyển tiếp này hoặc là có những cái khóa học ngắn trong nhà trường để bồi dưỡng những cái kỹ năng này. Next. Kỹ năng chinh phục. Ai đi ra làm, ai đi học xong ra đi làm cũng cái việc thứ nhất là mình phải chinh phục được họ để xin được cái công việc đấy. Thì trong quá trình nhà trường cũng có những cái chương trình về Future Edge là những cái chương trình workshop là để cho các bạn tham gia và thực tập những cái trong cái kỹ năng này. Có những cái chương trình cố vấn nghề nghiệp cho phép sinh viên kết nối với các cái và học từ các cái doanh nghiệp chẳng hạn như vậy. Thì thường thường nhà trường tổ chức những cái buổi hàng một năm hai lần, các cái doanh nghiệp họ vào họ cho mình cơ hội để trực tiếp với có cái câu chuyện với các học sinh, và trong cái quá trình đó học sinh cũng có cái cơ hội để chinh phục họ cho cái cơ hội có thể là tầm thực tập hoặc là sau khi có công việc sau khi đi học. Rồi nhà trường có những cái trung tâm job shop, thì những cái bộ phận này họ cung cấp những cái thông tin hoặc là những tư vấn hoặc là họ những cái workshop hoặc là họ chuẩn bị mình làm những cái đơn xin việc này kia nọ. Và họ cố vấn mình tất cả những cái lĩnh vực cần thiết để mà mình làm thế nào để trình bày qua giấy tờ hoặc là qua trình bày con miệng về để chinh phục được với các cái nhà doanh nghiệp. Career Hub là một trong những cái trung tâm cũng giúp đỡ cho các cái sinh viên để kiếm vào những công việc. Khả năng thích nghi với công nghệ, cái này là một trong những kỹ năng mà rất cần thiết, đặc biệt là trong những năm vừa rồi sau khi cái COVID, vì tất cả mọi việc nó đều biến chuyển rất lẹ, và đặc biệt là trong cái đời sống hàng ngày của mình hiện nay là về gọi là tất cả những cái gì mà trên mạng cái nào nó được thay đổi rất lẹ về trong những công việc, và mình phải biết ứng dụng nó trong cái quá trình học của mình, thì ứng dụng trong học tập chẳng hạn như là Canvas, hệ thống phòng lab này kia nọ để cho các bạn có cái cơ hội để thực tập và cập nhật với các cái sự thay đổi hoặc là những cái đầu tư của cái biến chuyển của cái công nghệ bên ngoài, và nhà trường có những cái dàn như là thị trường chứng khoán chẳng hạn như vậy để các học sinh thực tập. Next. Kỹ năng đổi mới và sáng tạo. Đây là một trong những kỹ năng nữa mà rất là cần thiết. Thì RMIT có một cái chương trình nó gọi là cái trung tâm nó gọi là Activator, thì nó nghĩa là mình vào đây tham gia các cái buổi workshop hoặc là những cái sự kiện sáng tạo, và trong này họ thí dụ mình có một cái ý tưởng về một cái khởi nghiệp hoặc là một cái công việc gì đó mình nghĩ là nó sẽ thành công trong đấy, thì mình sẽ mang những cái ý tưởng đó tới cái trung tâm này và họ sẽ hỗ trợ mình và giúp mình kết nối hoặc là để cho nó trở thành cái ý tưởng đó thành một cái sự việc sự thật. Yeah. Thì đây nó cũng giống như là một cái Shark Tank chẳng hạn như vậy, thì mình đưa những ý tưởng tới đây và nhà trường có thể là đầu tư chung hoặc là nhà trường có thể kết nối với những cái doanh nghiệp họ muốn đầu tư chung với mình. Thì trong những năm vừa rồi nhà trường đã có khoảng cỡ 7 triệu đô la Úc như là đầu tư vào cái này và đã giúp được thành lập 61 doanh nghiệp nhỏ, có những cái doanh nghiệp hiện nay đã trở thành trên 1 triệu đô. Next. Kết nối với doanh nghiệp sinh viên
Việt Nam, mình sinh viên mình thì có những nhiều những cơ hội ở nhà trường. Thật sự trong những năm 2019 thì nhà trường đã có một số những sinh viên đã được hiện tập, cho nên là thực hiện hoặc là đang làm những thực tập ở những doanh nghiệp, con số rất là lớn trong trong 2019, 2020, 2021 thì rất tiếc là những cái Covid thì chúng tôi chưa có cái thông tin đấy, nhưng mà nó cũng bị rất là nhiều bị ảnh hưởng về những này. Cơ hội thực tập thì thường thường nằm ở trong thành phố hoặc là ở các quốc gia khác như ở Việt Nam, tùy theo cái công việc mình, nhà trường sẽ hỗ trợ và giúp đỡ các em liên như là được vào những cái cơ hội đấy. Next. Đây là một số những cái chúng tôi có khoảng cỡ trên 3.000 doanh nghiệp toàn cầu, nhưng mà đây là một số những cái doanh nghiệp mà có thể các bạn thấy được cái biết được cái tin cái tên của họ, quen thuộc với tên họ thì nó nằm ở ngay tại Melbourne. Next. Nào bây giờ qua cái phần thông tin tuyển sinh, điều kiện là cái gì? Thì phần nhà trường Việt Nam mình thì được vào trường thẳng thì nhà trường có nhận cái bằng lớp 12 của mình dựa trên những môn học của cả 3 năm. Nghĩa là còn về phần mặt anh văn thì nhưng mà tôi trở lại một chút xíu, những cái tùy theo ngành thì có những ngành đòi hỏi 8,5 trở lên, mà có những ngành thì đòi hỏi 8 hoặc là 7,5 thì cái nọ tùy theo những cái ngành mình muốn vào. Nhưng mà anh văn thì nó có những bậc, thí dụ như vào cao đẳng thì là khoảng 5,5 trở lên, hoặc là vào cái ngành đại học thì phải là 6,5, đó là cái chương trình IELTS hoặc là cái gì tương 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 đương với lại cái chương trình đấy. Next. Ở Úc thì có 2 kỳ nhập học, hơi khác với Việt Nam mình. Kỳ học 1 thì nó vào đầu tháng 2, trong khi mình thì đầu vào tháng 9. Còn kỳ học 2 thì vào tháng 7. Nên là tất cả những cái khóa học mà của nhà trường thì đều vào đầu tháng 2, còn một số những ngành học nhỏ thì không có, nhưng mà phần lớn là cũng có bắt đầu từ vào tháng 7. Next. Lộ trình của học, thí dụ bây giờ các bạn học xong lớp 12 như tôi nói, mà nếu các bạn đạt được điểm 8 trở lên thì chắc chắn là sẽ được vào tất cả những ngành đại học của trường, và ngoài trừ ra một số những ngành họ cần những cái đòi hỏi thêm, chẳng hạn như là những cái kỹ năng thiết kế hoặc là những cái một số những cái đòi hỏi khác. Nhưng mà đều để vào thẳng thì phải có IELTS 6,5 trở lên. Còn nếu các bạn nào chưa có IELTS thì có thể học thêm anh văn ở trường và đạt qua một cái chương trình cao nhất là level 7 đấy, là chương trình bậc 7 thì được qua, thì vào năm thứ nhất của cử nhân, và năm 1, năm 2, năm 3. Nào cái chương trình nó khác với Việt Nam mình. Việt Nam mình là cái chương trình 4 năm, thì cái chương trình của mình nó hơi giống như cái chương trình ở Mỹ, còn cái chương trình ở Úc thì nó hơi giống như chương trình của Anh, là mình học 3 năm để mình vào thẳng vào cái chương trình năm thứ nhất, chứ mình không có học đại đại cương hay là những cái môn nó không có quan liên quan như thế nào, để vào trực tiếp thẳng những cái ngành mà mình học, và sau đó mình đang đi làm hoặc là mình có thể tiếp tục lên học cao học. Next. Trong trường hợp mình cái điểm lớp 12 của mình không đạt được thẳng vào đại học thì nhà trường có những cái hướng đi, chẳng hạn như là mình học qua những cái gọi là cái pathway, là những cái chương trình mà chuyển tiếp lên, thì nó có một cái chương trình đại học là cái chương trình cao đẳng đại học, thì cái chương trình để 1 năm thì nó tương đương với lại cái năm thứ nhất của đại học. Thì sau khi bạn học xong cái năm và cái đầu vào của cái này thì IELTS thì là anh văn thì là 5,5 IELTS, và sau khi học xong cái năm thứ nhất này mà đậu hết tất cả các môn học thì chuyển đến năm thứ hai và học tiếp, là tương vốn là 3 năm. Nhưng mà cái năm thứ nhất này nó cái năm cao học cao đẳng đại học này nó hơi đặc biệt một cái là mình học những cái môn của đại học, nhưng mà mình học giống như trong những cái lớp giảng cao đẳng, họ học theo nhóm một nhỏ nhỏ, cứ khoảng cái 25 người một nhóm, 20 người một nhóm trong suốt cái thời gian 1 năm đấy. Next. À,
Như tôi vừa nói là nếu mà các bạn không đạt được cái chương trình Anh văn theo như yêu cầu để vào thẳng thì nhà trường có những cái chương trình Anh văn, nhà trường có 6 bậc Anh văn. Thường thì các học sinh của Việt Nam mình tùy theo cái vào đại học hay là vào cao đẳng thì mình thường cần khoảng cái 20 cho tới 30 tuần là quá là cao nhất. Thì đây là những cái chương trình thiếu như bạn nào mới có 5.0 thì bắt đầu cái chương trình nó gọi là Upper Intermediate, và sau khi cái chương trình đã học 10 tuần, cứ mỗi một khóa học như thế, là mỗi một cái lớp như thế hơn là một cái cấp độ như thế thì nó là 10 tuần. Thì sau đó ra thì bạn sẽ có một cái đề thi và bạn phải đạt được những tất cả những cái yêu cầu của trong cái 10 tuần đấy thì sẽ bạn sẽ đạt được tương đương với lại cái IELTS 5 hoặc là sau đó là 6 hoặc là 6.5 thì cái nọ, và lên thẳng những cái chương trình của sau khi học cái chương trình Anh văn này rồi thì bạn không phải thi IELTS lại và bạn thẳng lên đi lên thẳng đại học tùy theo cái mức cái bậc cấp mình học. Next. Học phí và tham khảo cho đại học phí thạc sĩ. Các cái học phí dao động từ, xin lỗi tôi cũng không có con số của tiền Việt Nam nó hơi dài quá, nhưng mà nó khoảng cỡ 420 triệu cho tới 700 triệu đô. Có nghĩa là tương đương với lại cái khóa học của, bây giờ nó tiếng Anh thì nó có tiền đô thì nó cứ dịch từ khoảng cỡ cao đẳng thì khoảng cái 20 mấy ngàn một năm, đại học thì trung bình là khoảng cái 35 ngàn đô Mỹ một năm. Next. Quy trình nộp hồ sơ thì nó có dùng có 6 bậc, lựa chọn ngành là phù hợp. Cái này là một trong những cái bước mà khó nhất, nếu mà các bạn nào vẫn chưa biết rõ là tôi thích học cái gì. Thì thường thường thì cái thời điểm này, cái bậc này thì tôi đề nghị là các bạn là 100%, có thể 120% là biết là tôi sẽ thích học cái ngành đấy. Và nhiều khi cũng nên nói chuyện với bố mẹ hoặc là các bạn bè hoặc là tất cả những ai có thể cho mình những ý kiến. Mà thường thường mình hỏi là mình tìm hiểu được là cái ngành này thường thường họ học xong ra họ làm những cái nghề gì, họ làm thế nào để cho mình biết được ít nhất cái công việc nó liên quan như thế nào, mà mình có phù hợp với công việc đó hay không. Rồi sau đó mình biết là mình chắc chắn là mình đã 120% là mình thích học cái ngành này rồi thì mới là mình chuẩn bị nộp các hồ sơ. Và sau khi hồ sơ nhà trường nhận được rồi mà các bạn trúng tuyển được vào trong những cái ngành học đó thì nhà trường sẽ gửi ra một cái lá thư mời nhập học, và trong cái lá thư đó gồm có tất cả những cái thông tin từ thời gian học là bao nhiêu năm, số tiền học hàng năm là bao nhiêu, và tiền bảo hiểm sức khỏe. Rồi một khi các bạn quyết định học thì các bạn đóng tiền đặt cọc, thì thường thường đặt cọc nhà trường sẽ đòi hỏi khoảng cỡ tất cả, nếu mà học Anh văn thì phải đóng cái khóa Anh văn, xong rồi một phần còn lại một số của những cái khóa học thì, và tất cả những cái thông tin này nằm rất rõ trên cái lá thư mời. Và sau khi đóng tiền nộp đặt cọc cho nhà trường rồi thì nhà trường sẽ gửi ra cái một cái tờ giấy nó gọi là COE, cái này là của chính phủ Úc cung cấp theo những cái thông tin mà nhà trường đã kèm theo cái hồ sơ này. Và sau đó khi các bạn nhận được cái COE này thì các bạn sẽ nộp hồ sơ xin visa tại ở Việt Nam. Và khi có visa thì bạn chuẩn bị những cái cần thiết, và chúng tôi sẽ có những cái chương trình nó gọi là pre-departure để chuẩn bị cho các bạn đi ra sau này. Thì mình có những cái thông tin cần thiết để chuẩn bị cho các bạn lên đường đi qua đi học tại Úc. Next. Cuộc sống du học. Cái băn khoăn nhất của các bậc cha mẹ hoặc là các học sinh thì điều thứ nhất là tôi tới Úc tôi ở đâu. Thì các bạn cũng, cái đó là cái điều dĩ nhiên khi mình xa nhà mình tới, chứ nếu mà ai chưa tới nước Úc thì nó rất là xa vời với mình. Nhưng mà nhà trường có rất nhiều những cái hỗ trợ về việc lựa chọn nhà cửa như thế nào. Thì ở Úc thì mình có thể ở kiến trúc, bây giờ tôi mới thấy được kiến trúc xá. Thì ký túc xá thì ở trong thành phố
tại vì nhà trường, cái sân trường thì nó nằm ngay giữa trung tâm, nó có rất là nhiều những cái ký túc xá mà họ, những cái tòa nhà này hay những cái ký túc xá này họ được xây chỉ để dành cho những học sinh học được ở thôi, chứ còn những người như tôi đang đi làm thì không được vào. Hoặc là mình có thể thuê nhà riêng hoặc là cùng với một bạn bè thuê một căn nhà rồi mình mỗi người chia ra mỗi một phòng, hoặc là mình ở thuê nhà ở ngân hàng. Thì cái phần lớn thường thường khuyến khích là ở nhà ở ngân hàng, thì những cái dịch vụ này nhà trường có tất cả trên cái website của nhà trường và hỗ trợ bạn như thế nào. Hoặc là nếu mà các bạn có qua một cái đại diện nào của nhà trường thì họ có thể hỗ trợ bạn. Next. Nó rất là nhiều người hỏi tôi là học sinh học phí thì sinh hoạt phí thì ở Úc thì bao nhiêu. Thật sự là trung bình thì nếu mà đây thì cái bảng này là cái bảng thống kê của nhà trường, nó chung chung như thế thôi, nhưng mà nó còn tùy theo vào lại cái cách sống, cái sinh hoạt của mình. Các bạn nào mà rất thích đi tiệc tùng hoặc là ra ngoài ăn uống để cái nọ thì tôi nghĩ chắc có khoảng cái vài ba bốn ba 40.000 trở lên. Nhưng mà thường thì các bạn cần theo những quy định của chính phủ Úc thì các bạn phải có khoảng cỡ 22.500 hoặc 23.000 gì đấy thì để làm visa, cho chứng minh được là mình phải có cái số tiền đó hàng năm để sinh hoạt. Đây là ngoài tiền học phí ra, còn tiền sinh hoạt là khoảng cỡ khoảng 23.000 nữa thì để mình làm visa. Thì có các bạn có thể là sống với cái số tiền đó, với cái số tiền 23.000 thì sống rất thoải mái, nhưng có bạn sống có thể cần phải hơn, có thể ít hơn. Nhưng mà thí dụ như mình đi làm thêm trong cái trường hợp học sinh thì ở Úc này được 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 đi làm một tuần lễ 20 giờ hoặc là 2 tuần lễ 40 giờ, thì những cái đó mình kiếm thêm thì đó là mình cái tiết kiệm của mình. Next. Dịch vụ hỗ trợ sinh viên thì ở nhà trường có tất cả những sân trường, là một cái đại học nó cũng giống như là một cái cộng đồng nhỏ, thì tất cả những cái dịch vụ này nó nằm ở trong nhà trường, về từ tư vấn hỗ trợ nhà ở như tôi nói vừa rồi, hoặc là tư vấn nghề nghiệp về mặt pháp lý. Tôi coi các bạn qua đây nhiều người gặp những cái vấn đề, trước hết là cái vấn đề chẳng hạn như là mướn nhà đây thì các bạn phải ký một cái hợp đồng, thì những cái đó chẳng hạn như vậy. Còn tôi chưa nói thế là nếu mà có liên quan đến những vấn đề khác thì thường thường rất hiếm, nhưng mà phần lớn là các bạn cầm một cái hợp đồng mà không biết là mình có nên ký hay không thì cái nọ, thì nhà trường có những cái hỗ trợ này là sẽ cùng ngồi xuống với mình và coi lại những cái hợp đồng đó mình có bị ràng buộc cái gì không hay cái nọ trước khi mình ký. Về tư vấn về tâm lý và sức khỏe, đôi khi các bạn đi học xa nhà thì nhiều khi bị hụt hẫng hoặc là nhớ bồ, nhớ bệnh, nhớ bố mẹ hay cái gì đấy, thì hoặc là bị suy sụp về sức khỏe, có thể là vì môi trường, thay đổi môi trường hoặc là thời tiết hoặc là ăn uống thì cái nọ, thì nhà trường cũng sẽ có những cái hỗ trợ này sân sân trường. Ngay cả nhà trường có những cái hỗ trợ cho những học sinh có những cái vấn đề có tật thì cái nọ, dịch vụ tài chính, nếu mà mình gặp trong những cái tình huống mà mình tự nhiên tiền học đến đóng đến nơi rồi mà mình chưa kịp đóng, hoặc là tiền mướn nhà sắp tới nơi mình cho đến, thì nhà trường có những cái hỗ trợ đấy. Mình tới nói chuyện với nhà trường thì nhà trường sẽ hỗ trợ bằng mọi cách cho phép. Tất cả những cái hỗ trợ này cho học sinh thường thường nhân ở đây hoặc là học sinh quốc tế. Hoặc là mình có những cái vấn đề về học hành mà mình gặp khó khăn thì nhà trường cũng có cái hỗ trợ này ở tại sân trường. Next. Như tôi vừa nói là những hỗ trợ học tập thì nhà trường có những cái dịch vụ này. Các bạn tới cái đăng ký và họ sẽ cho mình một cái giờ mà phù hợp với mình và phù hợp với những cái người hỗ trợ mình về bài tập này kia nọ. Không phải đây là họ làm bài cho mình, nhưng mà họ sẽ hướng dẫn mình và dạy cho mình, giải nghĩa cho mình để mình hiểu những cái bế tắc hoặc là những cái phần nào đó mình chưa được rõ. Và cái này trong thời gian này đang còn bị COVID thì nhà trường qua tất cả những dịch vụ này đều qua online, hỗ trợ làm bài tập hoặc là ôn thi này cái nọ, thì đó là những cái việc mà nhà trường hỗ trợ tất cả những cái thắc mắc mà bạn chưa hiểu cái bài đấy.
Next. Quyền lợi làm việc sau khi tốt nghiệp, rất là nhiều các bạn hỏi là tôi học xong tôi được ở lại làm không, hay là tôi cần cái gì, làm visa gì này cái nọ vân vân. Thì chính phủ Úc mình trong những năm vừa qua có những cái chính sách hỗ trợ cho các sinh viên là sau khi học, đặc biệt là học hai năm đại học hoặc là sau đại học, thì các bạn được có một cái visa nó cho mình xin được ở lại 2 năm để mình làm việc, mình làm bất cứ cái gì, mình có thể làm việc trong ngành của mình, học ra hoặc là cái nghề gì cũng được, miễn là mình được phép ở lại và được đi làm trong trong 2 năm đấy. Và sau đó có thể là bạn có thể là xin thường trú, hay là cái doanh nghiệp đó thấy bạn rất tốt và muốn muốn bảo lãnh bạn lại, thì cái đó là cái đây là cái 2 năm mà chính phủ cho mình được phép ở lại và để cho mình kiếm những cái cơ hội đấy. Còn làm cái gì thì tùy trường hợp thôi các bạn. Và người ta nói học thì còn phải kèm với chơi một chút, thì nhà trường có những cái hoạt động ở trong trường, có những câu lạc bộ thể thao, có những cái khu giải trí, có những cái câu lạc bộ văn hóa, những ngày hội định hướng thế lễ cái nọ vân vân, tất trên nhà trường, và được tổ chức bởi những sinh viên của chợ công trường. Next. Học bổng hỗ trợ nhà trường thì có một số những học bổng hiện tại nay, thì tôi đề nghị các bạn lên cái trang web học bổng của nhà trường, thì sơ qua đây thì nhà trường có những ai đang học muốn học Anh văn hoặc là học những cái khóa gọi là dự bị, thì nhà trường có những cái hỗ trợ 20% giảm cho cái khóa học, và nếu ai xin cộng thêm học với lại cái khóa học gọi là chọn gói lên lên đại học luôn thì có được thêm 5.000 vào cho cái khóa tương lai lên đại học. Còn nhà trường cũng có những cái hỗ trợ, chẳng hạn như hiện tại nay thì là kỳ học này và kỳ học năm tới thì học nhà trường sẽ hỗ trợ cho những học sinh nào mà đang bị kẹt ở nước ngoài chưa vào nước Úc được thì là được giảm 10%. Ngoài ra chính phủ bang của Victoria họ cũng có một cái hỗ trợ chung với nhà trường là nó gọi là the pathway to Victoria, là các cái chương trình mà đến 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 với tiểu bang Victoria, thì cái chương trình này thì họ cứ mỗi ai xin học cái ngành foundation hoặc là cái khóa học Anh văn hoặc là khóa học cao đẳng kèm theo với cái khóa học đại học sau này thì sẽ được thêm 2.500 đô Úc nữa. Next. Ngoài trừ ra chúng tôi có những cái khóa học nó gọi là STEM, là cho những cái khóa học science, về khoa học, công nghệ thông tin, kỹ sư và toán. Trong cái khoa đấy thì chúng tôi có cho một cái quỹ học bổng là 10.000 đô cho một lần, cho những học sinh nào đạt được những cái yêu cầu của nhà trường. Thì mời quý vị tìm hiểu thêm những cái đòi hỏi đấy, cái điều kiện đấy. Sinh viên nhập học vào đặc biệt là cho vào kỳ học tháng 2 năm 2022. Next. Học bổng thạc sĩ cho những sinh viên tốt nghiệp Việt Nam, và nên nhà trường cũng có một cái quỹ học bổng cho những học sinh nào đã học tốt nghiệp tại cái chương trình của RMIT Việt Nam mà muốn học tiếp tục lên cái học bậc học thạc sĩ, thì nhà trường cũng cấp cho một cái học bổng 10% cho toàn bộ học phí của cái chương trình thạc sĩ là 2 năm hoặc là 1 năm rưỡi tùy theo cái chương trình này. Next. Cái chương trình hiện tại nay thì các chương trình học online thì các cái dụng cụ công cụ của nhà trường hỗ trợ thì nó có rất là nhiều những cái kỹ nghệ mà các nhà trường giảng dạy qua cái chương trình Canvas. Thì cái chương trình này là
họ đã thâu trước mình, nó gọi là cái khóa gọi là nghe giảng đấy, thì họ là thâu trước và mình muốn nghe lúc nào mình coi lúc nào cũng được. Còn những cái khóa mà chẳng hạn như là học nhóm hoặc học theo cái thì các bạn phải theo cái chương trình của theo cái thời khóa biểu của nhà trường. Còn nhà trường dùng cái Microsoft Teams để làm thảo luận, làm những cái việc học nhóm hoặc là gọi video và các một số những phần mềm khác để hỗ trợ trong cái việc học này. Nên là giống như là tôi đang ngồi nói chuyện với các bạn trực tiếp khi các bạn vào lên những cái hệ thống này của nhà trường, cái công cụ này của nhà trường. Next. Để kết nối với cái nhà trường thì nhà trường có những cái channel như Facebook, Instagram, YouTube này kia nọ, thì mời các quý vị tham khảo thêm của cái trang đầu của nhà trường. Next. Rồi, cảm ơn quý vị. Cái chương trình của mình tới đây là trình bày và tới đây là kết thúc. Thì cảm ơn quý vị đã lắng nghe và tôi sẽ trở lại cái phần để đặt nhau những câu hỏi. Next. Không biết là có ai có đặt câu hỏi hay không hôm nay là. I don't think we have any one in the room asking the question, so shall we finish right here? Yes, we just have initiate. Who is that? Sorry, we have a question in the chat box, Joseph. When can I go to Melbourne to study and will the borders be open soon? Oh, that will depend. Do you want me to answer in Vietnamese? Up to you. Or in English? Well, we don't know when the border is open, but we hope the border will open by early next year. So I guess that we just have to continue to follow the advice from our Australian government on the website when the border open. But we will definitely will be, as a university, all universities and other institutions in Australia working with the state government and federal government to lobbying for the border to be open for international students to come. So as soon as we have further detail, we will inform all our students. Yep.